lại là em đây, con đậu con bay. Lời nói đầu tiên cho con đậu con bay, gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới quý vị Mạnh Thường Quân cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Một lời chúc thân tâm an lạc. Chúc quý vị năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 1 2021. Em được nhận số phone từ bệnh nhân để chuyển từ bệnh viện Thủ Đức đi về Nghệ An. Thì trong những ngày qua, những chuyến xe không đồng của Hội Thiện Nguyện VDS đã hoạt động hết công suất. Thì do nhân lực đi của xa cũng nhiều nên ngày hôm nay trong chuyến xe có đồng hành đó là anh Long Nguyễn. Anh Long Nguyễn chào quý vị khán giả các anh. Hello, xin chào. Ở anh Long Nguyễn đây là trong bạn hữu đường xa Sài Gòn, chơi chung nhóm với lại con đậu con bay. Thì anh sẽ hỗ trợ cùng con đậu con bay để đưa bệnh nhân về Nghệ An. Như bây giờ hiện tại bây giờ là cũng 14:50 giờ Việt Nam 49 à. Thời tiết bây giờ Sài Gòn có cơn mưa bất chợt, mưa cũng lâm râm, đường tương đối khá là đông nha quý vị và các bạn. Thì em xin mời quý vị và các bạn hãy theo em đi đón bệnh và đưa bệnh về Nghệ An nha. Hiện tại giờ tụi con đang đợi bệnh nhân xuống, đang ở trên lầu. Con có gọi trước nhưng mà nãy giờ do hoàn cảnh. Có phí gì không? Dạ không chú. Miễn phí hoàn toàn. Dạ miễn phí hoàn toàn. Tụi con ở đây phục vụ bà con nghèo hoàn toàn miễn phí. Người ta có sâu nghèo hoặc là dạ, đúng rồi, xác nhận của dạ. địa phương. Dạ. Còn giờ ta nếu mà ta nằm ở đây ta đi về ngoài kia rồi lấy gì ta xác nhận? Ví dụ như xác nhận tụi con về ngoài con lấy cũng được, nếu như thực sự nghèo. Ở như mấy gia đình này ở ngoài Nghệ An nè, thì giờ con vô con đón để đi về Nghệ An. Tiền thì tốt rồi. Dạ. Mày ở khoa nào vậy? Khoa Úc Biểu ấy. Đúng, tôi vô đây được 3 năm rồi, đúng đuổi luôn hết rồi, hết kinh luôn. Tình hình sức khỏe cô sao? Tình hình sức khỏe của cô thì nói chung là thì cũng biết được, vâng. Vì thấy như cô là đứng đi được, đứng chịu được. Cô nó ngồi thì lăn đi lại được, nhưng mà nói thực tế cái bệnh ung bướu á thì bác sĩ cũng nói rồi, mình thuốc nó cầm cự được từng đó, nhưng mà bác sĩ vẫn kêu cho thuốc đi theo cả nót cả tiêm. Nhưng mà cái biết năm đó là 220 hay sao đang xài máy này. Không biết là cái gì nó xảy ra với mình. Biến có cục biến 3.000-5.000 á. Hiện tại thì giờ cô cũng đã tới rồi nha cả nhà. Thì để con sẽ đưa con đón xe, chắc đón xe xuống. Luôn phải bắt tức. Đi.
đâu rồi cái men, cái men đò đâu rồi? Còn rủ cái men đò đưa lên bò giờ cái đường ngang ấy. Có cái màn xanh đó. Màn xanh được, ở màn xanh kìa. 20 phút rồi hả? Lên rồi bố. Cái lại à, chờ cái con cái bao đó, mua sẵn rồi, mua sẵn rồi cho tôi ra đây. Có rồi. Trả lại cái. Dạ. Ôm đồ ngoài bò luôn đi. đi theo em về ngang cập nhật cũng như theo cái lộ trình của tụi em. Em ở đây luôn nè, ngồi đây nè. Ai ngồi nữa? Có hai người nè. Có ngay ngồi đằng sau, đằng trước đâu có cho ngồi phải không? Đủ rồi. Này không phải đâu. Ngồi đây nè. Có gì để giữ nè. Mời mấy anh kiểm tra hành lý rồi còn quên gì không nha? Ồ mà chứ sợ tôi đúng rò hành nha. Ba mươi lăm giỏ đó. Ở chưa kiểm tra lấy trước khi gọi khỏi mặt chuyện nha. Có cái gì nữa không? Dạ, anh có lên không? Để đồ đồ nhà để đổ nước lên được. Cái đó để hoài nên cái đảo đi để biết không phải nước. Bự quá rồi, biết đó đi, đổi đổi đi. Rồi em đóng cửa nha. Rồi xin mời cô chú anh chị và các bạn theo em về ngang thôi. Rồi xuất phát thôi, đi ba thôi, được rồi, về thôi. Hello quý vị khán giả, hello cả nhà. Thì suốt một hành trình từ Nghệ An về đến Sài Gòn thì lại có ca từ Sài Gòn về Nghệ An nữa cả nhà ơi. Thì bây giờ xe số 1 sẽ tiếp tục ra Nghệ An tiếp. Thì mấy anh em đang tập trung để mà lấy xe số 1 đi tiếp tục đi ra Nghệ An. Thì giờ anh em đang chuẩn bị bắt cái băng ca vô để mà đưa bệnh nhân qua đó cả nhà. Tại vì số 1 là ngựa chiến nha cả nhà, nên lấy số 1 đi tiếp. Chào khán giả Đinh Hận. Hello. Xin chào quý vị khán giả. Thì em chiều em có tiếp nhận từ bệnh viện Thủ Đức đi về Nghệ An. Thì do tính chất cái công việc của em nó cần gấp nên em nhờ bạn Trọng Thận cũng như bạn Đen
để hỗ trợ tiếp con đường của em từ Nha Trang về Nghệ An. Chúc bạn may mắn, thuận lộ, bình an nha. Rồi, ok, cảm ơn anh. Thì cũng chúc anh là cũng thuận lộ, bình an từ đây về trong Sài Gòn luôn. Ok anh em. Ok anh. Rồi, ok. Bây giờ anh em đang chuẩn bị tiến hành soạn đồ qua để mà đi. Ủa anh đi mấy người vậy? Hai người với người bệnh lô A hả? Chiều giờ anh ơi, chiều giờ gia đình ăn uống gì chưa? Ăn rồi em, nãy anh có ghé cho ăn cơm à. Vì tụi em bây giờ là ấy là xuất phát cà giọt thôi đúng không? Anh lát em có đói em ghé em ăn đi, anh nãy em có ghé luôn người nhà. Anh cho em biết là bệnh nhân bị gì không anh? Tại vì chiều giờ em chưa có bệnh nhân thì bị ung thư hả? thời kỳ cuối hả? Tại vì hành trình cũng rất là xa nên em cần biết để em ok thì em một tí đi. Nữa thì em lên em tiếp bước cái công chuyện là cập nhật tình hình và hoàn cảnh của bệnh nhân giúp anh đi. Rồi ok anh. Rồi. Đúng rồi, cái ca này là 4 tiếng chích thuốc vô nước biển một lần. Ví dụ như người nhà mà có ngủ quên đó, em nhắc nha. Có đem theo người nhà tự chích hả? Có chích thô vô cái chai nước biển á. Rồi ok. Bốn tiếng vô nước biển một lần. Vậy là từ đây về Nghệ An là phải còn 3 chai nước biển. Vô thuốc lâu còn phải 4 chai. 4 chai nước biển để người ta vô. 4 tiếng là vô thuốc một lần. 4 tiếng thì đây tầm đó là 16 20 tiếng phải 5 chai. Anh là hả? Phim. Dạ. Không dòng đâu là một phim. Ở đây mình chuẩn bị được mấy chai nước biển giống gì anh? 2 chai hả? Không, không ngoài cái này nữa. Anh lấy cái gì? Không thuốc than gì bên này anh nhớ lấy qua bên đó giùm em nha. Dạ. Còn đợi xíu. Dây dưới là dây gì vậy? Chai đây nữa nè. Cầm giỏ qua quăng lên giúp em anh hả? Đã ba mặt ngồi một xíu không? Chị muốn ngồi á? Đây đi.
nhớ tí ấy nha, tí canh 2 tiếng 4 tiếng gì đó. Ừ, nhắc gia đình đúng không? Ừ, nhắc gia đình đúng không? Là khó khăn cả nhà. Bệnh em là em mới nhìn thấy bệnh nhân thôi, nhưng mà em thấy bệnh nhân có vẻ đau. Nhưng mà em chưa tìm hiểu bệnh nhân như thế nào nha cả nhà. Vô cái xác vô anh hả? Ông trả như này tiền quá. Chưa có ông ngoài cho mình. Bánh xe này nè, được chưa? Có đi toilet đâu anh à, có đi ra rửa mặt, có đi ra sau đây nè, có đi ra lên xe đi luôn. Rồi. Đi ra đây nè, em bảo. Vậy bây giờ mấy anh em đi ha Long. Ok anh, chạy về luôn ra Hoàng Gia Bình An. Rồi ok anh, đi anh học. Quả đấy, quả nửa vai. Giờ đưa tới anh, đưa anh về tới đây rồi. Gặp hai em nó đưa anh về ngoài. Nhưng bên kia còn giấy sách. Không, không bạn. Của anh xe này đưa qua. Tại em có việc nên em nhờ hai em nó đưa anh về ngoài. Ok, vậy hai em đi anh Hận ha. Ok. Rồi. Dạ. Rồi đi đi. À, chào khán giả. À, bye bye. Anh em bây giờ xuất phát đi từ thành phố Nha Trang về Nghệ An nha cả nhà. Hello, xin chào quý vị khán giả. Chào cả nhà. Thì quay lại chuyến xe cộng đồng của ngày 22 tháng 1 2021. Thì anh em đã vừa hoàn thành cái ca của ngày 21 tháng 1 2021. Thì quay về đến Đà Nẵng thì được nhận tin là được có thêm một ca nữa là từ thành phố Hồ Chí Minh về lại Nghệ An tiếp tục. Thì anh em cũng rất là vất vả và cũng mệt rồi, nhưng mà do tính chất công việc của anh Hận, anh có việc gia đình nên anh em cố gắng giúp đỡ cho anh Hận để sắp xếp công việc và đưa bệnh nhân thay thế cho anh Hận là từ thành phố Nha Trang sang xe qua chiếc xe số 1, để mà từ xe số 3 sang qua xe số 1 để anh em tiếp tục đưa bệnh nhân quay lại Nghệ An tiếp tục lần hai. Thì suốt hành trình mà mấy ngày mấy đêm mà anh em đi như vậy đó, là anh em tắm rửa là toàn là ngoài đường không, thì cũng vừa tắm rửa xong thì để mà chuẩn bị ăn uống để mà đưa cái bệnh nhân mới về lại Nghệ An. Nhưng mà chuyến đi về Nghệ An lần này là bệnh nhân bệnh ung thư nha cả nhà, ung thư giai đoạn cuối di căn, nên lần này là đi về tới bệnh viện ung bướu của thành phố Vinh đó, theo cái nguyện vọng của người nhà. Thì em chỉ biết vậy thôi, để một xíu nữa em sẽ tìm hiểu cái câu chuyện này ra sao và như thế nào cho cả nhà biết.
cả nhà nhớ hướng mắt về màn hình để mà theo dõi câu chuyện này nha cả nhà. Đó, thì cũng là em với lại bạn Đen. Bạn Đen chào khán giả đi Đen ơi. Ôi, chào mọi người. Chào mọi người, chào lớn lên, chào hết nổi rồi hả? Chào hết nổi luôn rồi. Chào hết nổi luôn rồi. Ca này rất là vất vả nha cả nhà, rất là khó khăn. Tại vì hai anh em đâu mấy ngày mấy đêm mà nha. Ca này là tại vì không được chạy nhanh. Đó, phải canh ổ gà, phải canh mà lé con mắt luôn đó cả nhà. Đó, để chạy tại vì cái người người bệnh nhân này thì ung thư nó di căn qua bụng đó cả nhà, thì cái bụng nó căng lên á, bự á, bệnh nhân rất là khó chịu. Bệnh nhân cứ đòi ngồi không à, rồi ngồi, nếu mà ngồi á mà chạy dằn á thì không được đó, nhưng mà chạy nằm á thì lại khó chịu đó. Nhưng mà chọn quyết định là cho bệnh nhân nằm chứ không có cho bệnh nhân ngồi. Tụi em là không cho bệnh nhân ngồi mà cho bệnh nhân nằm đó, là như vậy. Rồi một chút xíu nữa đây em sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh của bệnh nhân và xem câu chuyện nó như thế nào ra sao, thì xin mời quý vị khán giả hướng mắt vào màn hình, em sẽ hỏi câu chuyện này cho cả nhà mình nghe. Ok vậy nha quý vị khán giả nha. Dạ, tại một đoạn thì bệnh nhân mệt nên phải đậu lại cho bệnh nhân nghỉ và tiêm thuốc nha cả nhà. Trời hơi tối. Đây gặp anh sĩ số 2 luôn, sĩ số 2 đi Thanh Hóa nha cả nhà. Đó, sĩ chạy trước là sĩ số 2 đó. Số 2 đi Thanh Hóa. Tụi em ra Nghệ An còn sĩ số 2 đi ra Thanh Hóa. Chị xuống chị đi hả? Chị đi đâu rồi? Con cái chạy đi mô đường đó, không biết mô hay đó. Con đi mô mà con mình lên nữa đó rồi. Bòi dậy thôi. Hello cả nhà, thì trở lại với màn hình thì anh em đã đến Quảng Trị rồi cả nhà. Thì chạy suốt hành trình 1100 cây thì cũng hơi đuối, tại vì thấm ngày hôm qua từ mấy hôm trước đến giờ cũng hơi mệt, mà cũng cố gắng đưa bệnh nhân về đến bệnh viện ung bú cổ Thạch Bố Vinh nha cả nhà. Dạ. Cũng còn nước kìa. Đó, thấy không, ở miền Trung lúc nào cũng nước đồng đồng gì hết á đó. Đó. Đó nè nè, đây là đợt lũ vẫn còn động lại biết phải không á. Hello quý vị khán giả cùng quý mạnh thường quân và những tấm lòng vàng của hội thiện nguyện BDS. Hiện tại ở đây là em đang có mặt ở Đồng Mỹ, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thì suốt một hành trình từ Nha Trang về đến Quảng Bình ở đây thì em chưa có khai thác câu chuyện của người bệnh nhân là lần 2 chuyến xe không đồng về Nghệ An. Thì nhưng mà em thấy suốt một hành trình để em coi thử người thân và gia đình như thế nào. Đó thì em khai thác để cho mà mọi người biết được cái câu chuyện và căn bệnh để mà mình ngừa bệnh và mình chữa bệnh. Đó thì nói gì nói thì em cũng xíu nữa em sẽ hỏi cái câu chuyện và hoàn cảnh này cho cả nhà nghe. Đó thì suốt một hành trình đi như vậy á, là 3-4 tiếng á, phải dừng nghỉ một lần để cho cái người bệnh nhân đó cả nhà họ nghỉ ngơi. Tại vì người bệnh nhân á, cái bụng họ rất là bự, di căn bị ung thư và di căn qua bụng đó, nhưng mà bệnh gì thì em chưa biết, chưa rõ, xíu nữa em sẽ hỏi cho cả nhà mình xem. Thì như mà em thấy cái cảnh đời mà như vậy đó, em là tuổi trẻ, em còn rất là trẻ, em mà chỉ ngồi 30 thôi, nhưng mà em thấy nhiều cái cảnh đời như vậy rất là tội nghiệp và đáng thương đó cả nhà. Đó, ở đây em nói thật sự là rất tội nghiệp và rất là đáng thương. Nếu như mà không có những quý mạnh thường quân
của hội thiện nguyện BDS cũng như là quý vị khán giả đã đồng hành suốt một thời gian qua của chuyến xe không đồng. Thì những hoàn cảnh này thì em cũng không biết nói như thế nào đó, tại vì đi về quê hương rất là xa đó. Thì bây giờ em cũng bắt đầu phỏng vấn cái câu chuyện này cho cả nhà mình nghe, để mà mình có một cái cách mà phòng bệnh và chữa bệnh nha cả nhà nha. Để mệt hả chị? Dạ. Ừ anh trai, thì suốt một hành trình em chưa có hỏi về cái căn bệnh của chị và bệnh bao nhiêu lâu và như thế nào, thì em rất muốn anh chia sẻ cái bệnh tình của bệnh nhân á cho mọi người cũng như là khán giả họ được biết, để mà họ phòng ngừa và họ chữa bệnh theo đúng cách của mà bệnh viện giống như để ngừa bệnh á. Thì cái bệnh này như thế nào anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được không anh? Từ lúc vừa phát bệnh đau đau lưng, một trước lúc nó phát bệnh thì nó đau, đau thì đau lưng đó, mỏi gối đó, là khó khăn đi lại là khó khăn nè. Đến lúc đưa lên bệnh viện Thủ Đức khám nè thì bị là là chị bị bệnh là ung thư là giai đoạn cuối rồi. Dạ. Thì gia đình cũng cố gắng chữa cho chị từ đó đến giờ là được 2 năm rồi. Dạ. Thì hôm nay thì chị muốn về quê ăn Tết. Dạ. Thì bệnh tật thì nặng rồi, chị không biết như thế nào, rồi chị muốn về quê ăn một cái Tết, thì gia đình cũng hết tiền thì cũng là khó khăn, rồi nhờ cộng đồng rồi cho chị về quê để gần nội gần ngoài năm ạ. Dạ. Thì ở đây là chuyến xe không đồng, thì em muốn anh chia sẻ những cái câu chuyện để mà thực tế để cho quý mạnh thường quân cũng như quý vị khán giả họ xem, để mà họ biết đến cái câu chuyện và hoàn cảnh của mình. Thì em hỏi anh là anh nói là anh về chuyển bệnh viện từ trong Thủ Đức về ung bú của thành phố Vinh đúng không? Đúng rồi. Thì đã có giấy chuyển viện chưa hay là như thế nào? Gia đình anh chị là cùng sẵn sàng giấy tờ đầy đủ hết, không có thiếu cái gì nữa cả. Dạ. Thì bác sĩ cũng cho giấy tờ về để nhập viện này, rồi thuốc đi đường là bác sĩ ở bệnh viện Thủ Đức cung cấp để đi đường phòng khi là chị ốm này. Dạ. Là bác sĩ cũng chú đáo lắm, bác sĩ cung cấp hết cho gia đình hết. Dạ. Thì chị nhà mình nằm viện là có bảo hiểm không? Chị có bảo hiểm ở bệnh viện Thủ Đức, bảo hiểm đóng hàng năm đó, một năm mấy trăm, 600 hay là 500 gì đó. Dạ. Thì cái chi phí mà mình nằm bệnh viện á, khi mình có bảo hiểm á, là được giảm bao nhiêu phần trăm? Được giảm là 70%. 70%. Dạ. Thì gia đình anh vào Thủ Đức để sinh sống hay là anh vào để chữa bệnh? Vào năm 2005 là ở Dĩ An, Bình Dương rồi. Dạ. Vào chủ vào đi làm kinh tế, nhưng mà gia đình người ta không chui xẻo quá. Nói thực tế là sinh con ra con bị tim bẩm sinh. Dạ. Rồi điều trị cho con mới xong. Dạ. Cả hơn chục năm rồi giờ đến điều trị cho vợ. Dạ. Cho nên là đúng chứ hoàn cảnh nó khó khăn, nó hết, nói chung là tiền hết rồi đó. Còn cái bản thân thì còn khỏe chút, còn vợ con thì như là ốm cũng nặng rồi bây giờ. Dạ. Thì bây giờ nãy giờ nói chuyện em cũng quên hỏi tên anh có thể cho mọi người biết tên anh cũng như biết tên chị và bao nhiêu tuổi đúng không anh? Dạ. Chị thì sinh năm 72. Là dạ. Năm nay là ông đã được 49 rồi. Dạ. Còn anh sinh năm 1973. Dạ. Nơi sinh nhà anh ra là xóm Đông Trổ, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Dạ. Thì anh với chị là cùng quê hương gần gần sát nhau luôn hả anh? À đúng rồi, anh với chị là
cùng trong một huyện nhưng mà khác xã đó anh. Dạ. Thì lần này mình về thì mình chọn cái bệnh viện tỉnh, bệnh viện thành phố Vinh, Ung Bướu của thành phố Vinh. Thì cái bệnh viện Ung Bướu thành phố Vinh có gần cái nơi mà quê hương của mình sinh sống không anh? Cách 70 cây là tới tận nhà. Cái từ bệnh viện Ung Bướu về tới nhà bố mẹ là đằng nội là hết 70 cây số. Dạ, là 70 cây số. Năm nay anh được mấy bé rồi? Được có một bé, hai vợ chồng cưới nhau mà được có một bé 10 tuổi. Dạ. Thì anh vừa kể là anh lập nghiệp tại đất Dĩ An năm 2005. Thì khi mà bắt đầu anh vào năm 2005 đến giờ thì mình có mua được căn nhà nào hay là miếng đất nào ở trong đó chưa anh? Có, anh mua rồi nhưng mà đợt bị cháu bị á thì cũng vay rồi một ít để điều trị cho cháu. Dạ. Đến đoàn vợ bị á thì anh cũng biết sợ đâu anh bán mất rồi. Là thời điểm anh bán đó là có giá không, năm bao nhiêu? Anh bán mới bán năm đầu năm ngoái à. Đầu năm ngoái nghĩa là năm 2020. Anh bán để thêm tiền chỉ chữa cho chị nhưng mà cũng hết luôn. Lúc đó là anh mua miếng đất đó là ở Dĩ An luôn anh? Anh mua ở ngã tư Chiêu Liêu á. Ngã tư Chiêu Liêu. Tân Nông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Mà nói thực tế cũng có tiền mua đất có sổ mà chỉ mua đất được giấy tờ sổ chung à. Cho nên là bán không được bao nhiêu. Thì chuyến đi này thì anh với lại chị về quê ăn Tết thì em cũng thay mặt họ nhóm cũng chúc anh chị về quê chữa bệnh, cũng mong cho chị là mau sớm bình phục để mà đón Tết cùng gia đình. Cảm ơn các cô gặp chỗ cả anh. Thì tiếp tục cái hành trình để mà về bệnh viện Ung Bướu thành phố Vinh thì anh có cho người nhà hay là ai hay chưa? Có rồi, có người nhà nội đang ngoài đón ngay cổng bệnh viện rồi. Thì nếu như em dự định là bây giờ đã đến được Đồng Hới, Quảng Bình rồi thì em nghĩ là chắc cỡ tầm 4 tiếng nữa, 4 tiếng hơn nữa là sẽ về đến thành phố Vinh. Thì câu chuyện này thì cũng anh hồi nãy anh nói anh tên gì? Khánh. Anh Khánh cũng đã chia sẻ cho cả nhà mình biết rồi. Thì cái lúc mà chị mang căn bệnh này á, trước khi mà chị mang căn bệnh này á là chị đã làm gì, chị đang làm gì anh? Chị đang làm công việc gì á? Chị đang còn đi làm công ty cho tư nhân. Chị làm công ty cho tư nhân. Thì đầu tiên mình phát bệnh nó người ta gọi là bệnh gì? Đầu tiên mình phát bệnh đó. Đầu tiên khám ở thì bảo là bị khối u ép xe lao, nhưng mà sau mổ ra đi xét nghiệm thì là mới biết là ung thư giai đoạn cuối. Là mới xét nghiệm đây mới biết hay là biết từ trước? Biết từ lúc mà phát bệnh á, rất lúc mà đau lưng ngoài gối á là đưa vào Thủ Đức. Là đầu tiên khám là bảo là ép xe lao, nhưng mà không phải, mổ ra thì ung thư giai đoạn cuối rồi. Ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ nó di căn qua bụng đúng không anh? Giờ nó di căn cả 2 năm nay, nó di căn tâm lưng ta là nó di căn ra sau lưng này. Nó di căn lên vú này, nó di căn ra bụng và hông này. Bây giờ nó đến chính giữa bụng luôn rồi. Thì cũng cảm ơn anh đã chia sẻ cái câu chuyện cho mọi người biết để mà phòng bệnh và người bệnh chưa bệnh. Giờ chị đợt này là mổ lên đến phẫu thuật lên đến 4 lần rồi. 4 lần phẫu thuật thử. Còn về bên nội soi nhiều lắm. Rồi, vậy anh em mình tiếp tục cái hành trình ha anh ha. Rồi cảm ơn anh Khách. Vậy anh em mình tiếp tục hành trình để mà về bệnh viện Ung Bướu. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với lại Vinh City. Đó, thì anh em đã mà về đến Vinh của bệnh viện Ung Bướu của Nghệ An rồi nha cả nhà. Đây là con đường vô bệnh viện Ung Bướu rồi cả nhà.
thì kết thúc hành trình xuyên suốt xuyên ngày xuyên đêm của hai anh em. Thì bây giờ là mấy giờ rồi? 3:10. Bây giờ là 3:10 rồi cả nhà. À, cũng chuẩn bị tới bệnh viện luôn rồi. Bệnh viện ông muốn là để đưa hai vợ chồng của anh Khánh có nguyện vọng mà về quê ăn Tết, để mà gần gia đình người thân thuận tiện mà tới lui để mà thăm nuôi. Thì nguyện vọng của gia đình là chuyển về bệnh viện ung bướu thành phố Vinh nha cả nhà. Tới rồi, tới bệnh viện rồi. Vinh City rồi cả nhà ơi. Đây quẹo ra cái là tới nè. Quẹo. Đó. Tin tưởng chị Google không đen? Em tin tưởng chị. Em tin tưởng chị Google đó. Em tin tưởng chị Google. Chứ ngày qua giờ là chị Google là từ hôm bữa giờ này ra Nghệ An là trả lương cho chị Google. Chị Google dẫn là đường gần nhất, đường mòn thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Đường quốc lộ 15 á, chạy canh ổ gà lé con mắt luôn cả nhà. Đó, bệnh viện ung bướu kìa. Chạy đây, chạy đây. Nói anh chạy đi. Dạ. Em chạy từ Sài Gòn ra, chuyển viện. Chuyển viện cho về đây bệnh nhân ăn Tết á. Để nằm đây gần gia đình thăm nuôi nó dễ hơn. Hả? Anh gọn lên nha. À, chỉ lên cái nhà hả? Rồi. Thì kêu y tá ra cho chưa anh? Ừ, thì anh vô anh trình bày anh kêu y tá ra. Rồi cái đen đứng đây. Cái đen đến đây rồi, chạy từ hành trình xuyên suốt ngày đêm về đến bệnh viện ung bướu rồi. Cảm giác của bạn đen như thế nào? Lưng lưng. Lưng lưng hả? Tê xuống xuống cái xe có muốn té không? Đúng rồi. Đứng không vững luôn. Đứng không vững luôn. Mấy ngày mấy đêm rồi đó. Mấy ngày mấy đêm rồi. Hai ngày ba đêm cái gì rồi đó. Em đi em đi với ai hai ngày ba đêm? Em đi với rồi ok. Mệt nhưng mà vẫn là vui nha cả nhà. Để mà đưa bệnh nhân xuống. Có cái chốt, có cái chốt đang nó gõ lên. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi. Rồi. Để cho cả nhà coi cái bụng của bệnh nhân là rất rất là căng nha cả nhà. Nó di căng qua bụng ngoài nên. Dạ xe này ở từ Sài Gòn ra. Dạ. Tại chỉ bệnh cho bệnh nhân từ chỗ đó về quê ăn Tết á. Để về đây họ gặp dễ thân hơn. Đó, tại vì từ bệnh viện kia chuyển qua đây nên đồ cũng hơi nhiều nha cả nhà. Anh nói y tá nói sao? Đẩy văn cao vào trong đấy luôn hả? Rồi ok. Chị Đen ơi, em giúp gia đình đẩy văn cao vào trong đó luôn. Rồi gia đình mình coi gom dụng cụ, đồ đạc, giấy tờ gì trên xe xuống hết đi nha. Để mà những cái quan trọng cái mình ra đây không có mình xài.
là cái gì với gia đình hả em gái? Em là cái gì với chị, là cái gì với gia đình? Chị là chị dâu của em. Em là em dâu. À em dâu rồi. Cái gì? Anh lấy cái ly cà phê dưới bàn ca ra giùm em. Đó đó nè, bên bánh xe nè. Đây nè, đây đây đây, đúng rồi. Lấy xuống đi. Ừ. Rồi. Đây viên uống nghe cả nhà. Cố lên Liên ơi, còn đoạn cuối cùng nữa thôi. Để hàng cái dây băng ca lại. Thì ấy cái đó nới cái dây rộng rộng ra cho ảnh cái đi. Rồi, đẩy lên nè. Rồi, chắc em chịu quay tới đây thôi. Chứ ở trong đó, trong bệnh viện mình cũng tôn trọng bệnh viện nên mình không có vô trong đó nha cả nhà. Đó, thì hành trình đến đây là đã hoàn thành ca từ bệnh viện Thủ Đức về Nghệ An nha cả nhà. À, về đến đây là 3 giờ rưỡi của ngày ha, 3 giờ rưỡi của ngày, bữa nay là ngày 20 mấy rồi cả nhà, không nhớ luôn á. Cái này là ngày 23, 3 giờ rưỡi của ngày 23 2021. Anh em đã kết thúc tiếp tục ca bệnh thứ hai từ Thủ Đức về Nghệ An. Thì theo như tình hình hồi tối thì cả nhà cũng đã nắm rõ rồi. Anh em sang xe từ xe của xe số 3, xe của anh Hận. Vì tính chất công việc nên anh Hận không có đồng hành cùng anh em ra tới Nghệ An. Nên anh Hận đồng hành cùng anh em ra tới thành phố Nha Trang. Và sang qua xe số 1. Tại vì xe số 1 là ngựa chiến của anh em đi miền Trung. Nên anh em tự tin cầm xe số 1 đi miền Trung nên sang qua xe số 1 cho anh em đi miền Trung cho nó tự tin hơn nha cả nhà. Đó, đây là xe số 1. Ngựa chiến à, giờ nhìn nó đi mà mấy ngày xuyên suốt luôn á cả nhà. Giờ nhìn không ra con ngựa chiến của mình luôn á cả nhà. Chút nữa ra phải tắm rửa rồi dọn vệ sinh lại sạch sẽ cho nó. Xong rồi. Đây, cả nhà mà muốn biết những cái thông tin đó thì cả nhà vô trong đây nè, bấm hội thiện nguyện BDS. Đây, hội thiện nguyện BDS đó. Rồi cả nhà đăng đây nè, hãy đăng ký YouTube đó, hội thiện nguyện BDS.
xe cứu thương không đồng phục vụ bà con nghèo, gồm hai số điện thoại dưới. Là mọi thắc mắc về xe cứu thương cả nhà cứ gọi về hai cái số này. Còn mà muốn mà xem những hoàn cảnh mà chi tiết và cụ thể cũng giống như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì cả nhà hãy đăng ký kênh YouTube, rồi bấm hội thiện nguyện BDS, Facebook cũng ra mà YouTube cũng ra nha cả nhà, để mà chia sẻ để nhiều người nghèo biết đến. Thì những ngày qua thì thông tin này đã lan truyền ra đến gần cuối miền Trung rồi, ra tới Nghệ An rồi. Hôm nay cũng có những ca xin về Hà Tĩnh rồi Thanh Hóa. Hiện tại xe Thanh Hóa là xe số 2 đã đi Thanh Hóa rồi cả nhà. Đi bây giờ chắc cũng tầm độ chiều nay mới tới, chắc 5-6 giờ mới tới Thanh Hóa đó. Thì cảm ơn cả nhà cũng đã đồng hành suốt chặng đường cùng anh em. Cả nhà nếu mà có xem thì hãy like cũng như là ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn của bà con nghèo nha cả nhà. Thôi giờ xong chưa? Xong rồi, bệnh nhân đang vô vệ sinh tắm rửa. Tại vì bệnh nhân em mở băng ca, mở cái ở lộng, mở khẩu trang ra nói cho anh nghe chứ. Tại vì bệnh nhân trên đường đi á, lỡ đi trong vần vệ sinh ở trong vần nên bây giờ phải người nhà phải đưa vô nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ lại rồi mới trả rồi. Mình tặng người ta cái băng ca luôn hả, hay là sao không lấy băng ca về để người ta, người nhà bệnh nhân họ rửa xong xuôi họ đem ra ra tưởng là tặng băng ca lại về sư phụ. Em cũng đang muốn tính tặng ấy chứ mà sợ sư phụ ông cạo đầu hai anh em mình luôn. Cái băng ca đó là 10+ triệu đó, ông có băng ca là anh em mình đi vòng vô, không có băng ca lỡ mà mình gặp những hoàn cảnh mà trên đường mà hoặc là có ai xin xe mà từ đây từ mà đây mình về Sài Gòn là không có băng ca mình đi không. Nếu như mà từ đây mình về tới Sài Gòn mà có hoàn cảnh nào mà cần giúp đỡ là mình sẵn sàng mình giúp đỡ luôn, không cần phải hoàn cảnh khó khăn hay là giàu có gì hết á. Chuyến này là mình vô là mình khô máu luôn, cỡ nào mình cũng giúp hết á, còn giọt máu nữa nữa đâu mà khô hết còn giọt máu nữa rồi. Bye bye cả nhà đi rồi, bye bye cả nhà nha. Rồi bye bye cả nhà, anh em đuối quá rồi. Rồi ok, bye bye cả nhà, nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ cho anh em để mà có cái động lực giống như kinh phí để mà đi những hành trình xa như vậy nha cả nhà. Bye bye. Rồi thì bây giờ anh em đã xong công việc lấy băng ca đưa lên luôn rồi, bây giờ anh em chuẩn bị quay lại Sài Gòn. Thì anh Khánh có điều gì muốn nói trong chuyến xe này cũng như cái cảm xúc mà khi mà mình được đưa bà xã mình về Nghệ An để gần gũi với gia đình anh? Nói chung lương tâm của anh thì là không biết nói sao nữa, vì chỉ biết cảm ơn đoàn thiện nguyện, rồi cảm ơn anh em, các cô các chú các bác rồi đưa vợ về đến nơi ý nguyện của gia đình rồi. Nên rất cảm ơn các cô các chú các bác ạ. Rồi ok anh, bây giờ anh cho em xin cái số điện thoại của anh đi. 0977 đọc 0977 149 124 ạ. Đọc lại lần nữa, 0977 149 124. Rồi 0977 149 124 124. Rồi cảm ơn Khánh. Vậy bây giờ tụi em sẽ quay lại Sài Gòn, chúc anh và nhiều gia đình nhiều sức khỏe. Rồi ok anh. Rồi. Dạ. 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 Dạ